À, phải biết rằng sư phụ đi hoằng pháp nói chuyện với quý vị toàn là nói về tu phép Quán Âm thôi, tu phép một đời giải thoát thôi. À, mình quán cái nội tại âm thanh của mình, tức là cái tự tánh của mình. Cái tự tánh của mình không phải là một cái khúc lòng khúc ruột, không phải là một cái hình dáng nào, nhưng mà nó là một cái sự chấn động lực mỹ miều của tạo hóa. Từ trong chấn động lực đó nó cô động lại, nó thành cái thân hình này. Chưa? Nếu mình muốn giải tán nó ra thì nó trở thành chấn động lực nữa. À, cho nên mình tìm về cái nguồn gốc của mình đó, kêu bằng quán tự tâm, kêu bằng nghe tánh mình, cái tánh đạo, cái tánh thành đạo vô thượng của mình đó. Kinh điển nào cũng có nói.